xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa. Mở đầu bản tin là những tin tức trong tỉnh vừa được chúng tôi cập nhật. Hiện nay khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa là việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, hạn mức đất ở, đơn giá bồi thường. Vì vậy, huyện Triệu Sơn đang tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân, vận động người dân nhận tiền bàn giao mặt bằng theo kế hoạch. Dự án được bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua Triệu Sơn có chiều dài 4,42 km, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 404 hộ, trong đó hộ có đất bị ảnh hưởng bởi dự án là 326 hộ. Đến thời điểm hiện nay, Triệu Sơn đã chi trả tiền cho 399 hộ bị ảnh hưởng với số tiền 75,55 tỷ đồng. Tính đến tháng 10 năm 2020, huyện đã bàn giao 4,02 km cho Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đạt 91% kế hoạch. Các hộ dân sau khi nhận tiền, chủ động lựa chọn vị trí di chuyển, xây dựng nhà cửa, phấn khởi khi đến nơi ở mới. Đối với các hộ kiến nghị nhận bồi thường trên diện tích đất hiện có là 200m2, Ủy ban dân huyện Triệu Sơn đã tiến hành làm việc với các ngành liên quan. Tiếp đó, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định 2966 yêu cầu huyện tổ chức thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo loại đất và diện tích ghi trên giấy chứng nhận đã cấp đổi cho các hộ trong giai đoạn 2017-2019 là 150m2. Qua tuyên truyền vận động, tổ chức đối thoại, thuyết phục tại thôn xóm, hiện nay đã có 4 trên 7 hộ đồng ý với việc kiểm kê áp giá bồi thường trên diện tích đất ghi trên trích lục. Ba hộ còn lại ở xã Đồng Tiến vẫn chưa thống nhất với mức giá mà Hội đồng Đền Bù Giải phóng Mặt Bằng đưa ra. Huyền tiếp tục chỉ đạo các địa phương giải quyết các khó khăn vướng mắc, thực hiện giải phóng mặt bằng, xác định mốc thời gian hoàn thành vào giữa tháng 11 này. Xác định phát triển đô thị có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, trong nhiều nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, tiêu chí tỷ lệ đô thị hóa đều được đưa vào nghị quyết để cả hệ thống chính trị nỗ lực quyết tâm cùng thực hiện. Từ mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, số lượng và chất lượng đô thị trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của toàn xã hội. Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có một thành phố, một thị xã được thành lập, 20 đơn vị hành chính được nâng cấp lên phường, một xã được nâng cấp lên thị trấn và 15 khu vực được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 5 nâng tổng số đô thị toàn tỉnh lên 32 đô thị. Cùng với đó, nhiều đô thị được mở rộng địa giới hành chính đã nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh lên 35% về đích đúng kế hoạch. Đô thị Thanh Hóa đang ngày càng phát triển cả về lượng và chất, đồng thời tiến tới xây dựng đô thị thông minh, trong đó phát triển kết hợp giữa không gian đô thị với công nghệ thông tin làm cho chất lượng cuộc sống và dịch vụ cung cấp cho cộng đồng ngày càng được nâng cao đang là giải pháp quan trọng để phát đi hiệu quả cao nhất từ việc quản lý khai thác đến sinh sống ở một đô thị hiện đại trong thời gian tới sở xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đô thị cụ thể là ra soát việc thực hiện các quy hoạch đô thị xác định các bất cập trong công tác lập phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch để có kế hoạch giải pháp cụ thể khắc phục nâng cao chất lượng tăng cường quản lý quy hoạch hướng tới chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tiếp cận theo hướng phát triển bền vững Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết số 58 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đều đã xác định mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Thanh Hóa khoảng 40% trở lên, đến năm 2030 đạt khoảng 50% trở lên. Như vậy nhu cầu để đầu tư phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị là rất lớn trong khi đó nguồn vốn ngân sách để chi cho đầu tư xây dựng ngày càng hạn chế do đó cần thiết phải có những giải pháp phù hợp đồng bộ để huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia phát triển hệ thống đô thị vừa đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh vừa đảm bảo tính bền vững gắn với việc nâng cao chất lượng đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Thẩm định và tác giả sách tiếng Việt lớp 1, Bộ sách Cánh Diều đã thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa cho phù hợp hơn. Theo các giáo viên, trong thời gian chờ có tài liệu chỉnh sửa thống nhất thì phụ huynh không nên quá hoang mang lo lắng trước những hạt sạn trong sách giáo khoa. Bởi trong quá trình dạy và học bộ sách này tại các nhà trường thì các giáo viên đứng lớp cũng có cách xử lý hết sức linh hoạt. Cho cô biết trong bài nói quả wow, có tiếng kêu như thế nào? À, vậy quả, các... quả, quả quả có tiếng kêu là quà quà, nhưng trong thực tế con quả có tiếng kêu là qua qua. Như vậy khi đọc đến câu này các con chú ý chuyển câu quà la quà quà thì các con sẽ đọc cho cô là quả la quả, qua. Ở trong bài tập đọc sẻ và quạ thì chúng tôi thấy có một cần một cái sự điều chỉnh thì sau khi à, chúng tôi soạn bài thì đã thống nhất với ban giám hiệu cùng với à, họp của giáo viên trong khối thì chúng tôi đã thống nhất có một cái sự điều chỉnh đồng nhất ở trong khối. Tỉnh thanh hóa là một trong những địa phương có nhiều trường học lựa chọn bộ sách cánh diều với tỷ lệ 55%, trong đó có tới 62% các trường chọn sách tiếng việt thuộc bộ cánh diều. Tuy nhiên, trái với những ồn ào hoang mang trên mạng xã hội về lỗi trong sách giáo khoa. Các giáo viên trực tiếp giảng dạy cho rằng những hạt sạn này có thể chấp nhận được và không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng giảng dạy. Sạn trong sách giáo khoa không phải là vấn đề khiến giáo viên lo lắng, song khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định nhặt sạn, điều chỉnh lỗi trong sách giáo khoa mà vẫn chưa có văn bản điều chỉnh thống nhất chính thức thì các nhà trường vẫn mạnh ai nấy làm, đó mới là điều khiến cho một số trường học băn khoăn. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đẩy nhanh việc hoàn thiện những chỉnh sửa trong sách giáo khoa để tạo cơ sở cho các nhà trường thống nhất cách khắc phục những lỗi sai của bộ sách. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước. Chiều qua, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ nhóm sang hồ dùng hung khí truy sát ông Lâm Huỳnh T, 30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, Hai nghi phạm bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích là Nguyễn Thế Duy, 17 tuổi, quê Kiên Giang và Nguyễn Minh Tấn, biệt danh Khánh Lộc, 24 tuổi. Bước đầu cả hai khai nhận người anh của Duy có mâu thuẫn với ông Tê và bị ông Tê đánh. Nhằm trả thù thay bạn, dạng sáng ngày 6 tháng 11, Tấn và Duy cùng một số anh em mang theo hung khí đến nhà ông Tê. Tấn công khiến nạn nhân bị thương tích và bỏ chạy vào nhà dân. Nhóm này tiếp tục đập phá đồ đạc trong nhà rồi rơi khỏi hiện trường nạn nhân được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương tại vùng đầu, lưng, tay và chân. Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường. Trích xuất camera tri bắt nhóm gây án, qua đó bắt giữ Duy và Tấn. Một số nghi can khác hiện đang bỏ trốn, vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới bốn đối tượng gồm Trần Văn Hải sinh năm 1971, Nguyễn Văn Minh sinh năm 1991, cùng chú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, võ Minh Tâm sinh năm 1987 và Phan Văn Bồ sinh năm 1977, cùng chú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là nhóm đối tượng vận chuyển 51 kg vàng bốn số 9 không lẫn tạp chất qua tuyến biên giới Campuchia Việt Nam bị lực lượng công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ vào trưa ngày 30 tháng 10 năm 2020. Tại cơ quan điều tra, bốn đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Gia Đức, 32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, điều điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đức là nghi phạm cướp giật tài sản rồi kéo lên nạn nhân hàng trăm mét trên đường gây bức xúc trên mạng xã hội. Theo lời khai, do tống tiền nên Đức đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Trưa ngày 6 tháng 11, điều khiển xe máy chạy lòng vòng nhiều tuyến đường để tìm con mồi. Khi đến đường số 8 quận Bình Tân, phát hiện cô gái 18 tuổi cầm điện thoại đi bộ nên Đức áp sát giật tài sản. Bị bất ngờ nhưng nạn nhân vẫn cố giằng co rồi bám vào xe của Đức và bị kéo lê hàng trăm mét trên đường. Nạn nhân sau đó văng ra, bị thương ở chân và được người dân đưa đến trạm y tế gần đó sơ cứu và đến công an trình báo vụ việc. Tiếp nhận thông tin công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra truy xét và nhanh chóng bắt giữ Đức khi người này đang lẩn trốn trong khu vực Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân vụ việc đang được điều tra làm rõ Ngày 7 tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1970, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An để điều tra về hành vi làm tăng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo tài liệu của cơ quan công an, từ năm 2017 đến nay, đối tượng Lâm thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook Lâm Thời có 5.000 bạn bè để chia sẻ, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc nói xấu Đảng, chính quyền và nhiều cơ quan nhà nước đồng thời kích động nhân dân chống đảng nhà nước. Công an Nghệ An đã trích sao 35 tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại cơ quan an ninh điều tra, Nguyễn Văn Lâm đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra giải quyết vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh thị trấn Chư Sê. Theo kết quả điều tra dự án này do ban quản lý dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải thực hiện với chiều dài hơn 10,8 km thi công vào tháng 5 năm 2018 hoàn thành vào tháng 6 năm 2019. Đầu tháng 9 năm 2019, công trình vừa hoàn thành và đang trong giai đoạn chờ chấp thuận nghiệm thu thì xảy ra việc đường bị nứt Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 30 tại địa chỉ của website truyền hình thanh hóa.vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30 ttv.gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636 Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 30 của đài phát Thanh và truyền hình thanh hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.